Sáng nay, Quân ủy Trung ương bị nhóm loạn thần thao túng, điều chuyển Thượng tướng Phan Văn Giang từ tướng quốc lao đao. Bản tin Giới TV xin kính chào toàn thể quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui và an lành. Quý vị vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để có thể nhận tin tức của chúng tôi một cách nhanh nhất và để lại những comment bình luận về ý kiến của quý vị về tin tức để chúng tôi cùng trao đổi với quý vị. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay mùng 7 tháng 7, chúng tôi xin được gửi tới những tin tức được cập nhật mới nhất trong ngày. Thưa quý khán thính giả và các bạn, dù chỉ mới nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong vòng 6 tháng, thế nhưng Thượng tướng Phan Văn Giang đã tiêu diệt hàng trăm gián điệp Trung Quốc, lập đại công chống tàu tại cảng Cam Ranh. Thế nhưng, chính những chiến công nói trên cùng với thái độ chống Trung Quốc đã khiến Bộ trưởng Phan Văn Giang bị nhóm gian thần trong Quân ủy Trung ương hợp lực hãm hại. Sáng hôm qua, Quân ủy Trung ương đã họp luận tội Thượng tướng Phan Văn Giang. Nhiều ý kiến đã đòi hạ cấp và điều chuyển công tác đối với Thượng tướng Phan Văn Giang. Ngoài ra, nhiều nhân vật kề vai sát cánh hỗ trợ Thượng tướng Phan Văn Giang là tứ trụ tướng quốc cũng bị vả lây và trở thành mục tiêu của các nhóm tướng tà bán nước cho Tàu Cộng. Việc điều chuyển công tác của tướng Giang diễn ra trong bối cảnh có nhiều nguồn tin rò rỉ cho thấy các nhóm gián điệp thân Tàu Cộng trong Bộ Quốc phòng đã trồi dậy nhờ vào thế lực của Trung Quốc chống lưng. Lực lượng này thay phiên nhau tấn công vào uy tín chính trị của Thượng tướng Phan Văn Giang, cốt yếu là để cho những người chống Trung Quốc mất vị trí quyền lực để chúng dễ dàng thao túng chính trường, từ đó có thể độc chiếm Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, các nước đồng loạt lên án yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong tháng 6 đến tháng 7 năm 2021, các nước liên tiếp có tuyên bố gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Với ngôn từ mạnh mẽ nhất, Mỹ hỗ trợ các nước trong quá trình đàm phán và ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Kể từ thời Tổng thống Ronald Reagan đến nay, mọi chính quyền Mỹ đều coi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 là công cụ của luật pháp quốc tế giải quyết các vấn đề trên biển. Mỹ vẫn luôn tuân thủ những quy tắc trong bộ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Mặc dù Thượng viện nước này chưa phê chuẩn để Mỹ trở thành thành viên chính thức của Công ước, trong khi đó Trung Quốc dù đã phê chuẩn Công ước nhưng lại không tuân thủ. Vì thế Mỹ hoàn toàn có thể phê phán Trung Quốc dựa trên những điều khoản của Công ước thực tế pháp lý là không thể thay đổi. Giám đốc cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI Congress Bolling nhận định về tuyên bố của Ngoại trưởng này, phòng theo liên quan đến lập trường Mỹ với các yêu sách hàng hải ở Biển Đông. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng trên website tuyên bố của Ngoại trưởng Mark Foster bác bỏ hầu hết yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông Washington, khẳng định Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý nào cho yêu sách đường chín đoạn, cho rằng thế giới quan kiểu ức hiếp của Trung Quốc sẽ không có chỗ cho thế kỷ 21, thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế trên biển của mình. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, thông tin về hàng loạt các vấn đề có liên quan, những điều chuyển Thượng tướng Phan Văn Giang đang thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều ý kiến đồn đại trên mạng xã hội cho hay rằng Thượng tướng Phan Văn Giang sẽ bị điều chuyển sang một vị trí công tác mới tại vì tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam như là Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định. Như trên lý do khiến cho ông Phan Văn Giang bị điều động sang vị trí mới. Theo như một số thông tin cho hay là vì ông Giang đã trở nên mạnh tay với các nhóm gián điệp Trung Quốc hoạt động trong lãnh thổ của Việt Nam, trong số đó phải kể đến trường hợp ông Ngô Xuân Lịch, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và là một trong những ủy viên Bộ Chính trị ở tại Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương vị là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chúng ta cần lùi lại chỉ trong vỏn vẹn vài tháng. Người nắm quyền, ông Phan Văn Giang đã thực hiện chính sách vô cùng mạnh tay đối với các quan chức chính trị cũng như những giới chức quân đội, tiến hành hoạt động tình báo cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Chúng ta cũng biết rằng phía Trung Quốc sẽ không bao giờ làm ngơ để cho một quan chức Việt Nam có thể mặc sức tiến hành thanh trừng phe nhóm và tiến hành tiêu diệt toàn bộ hệ thống gián điệp mà nước này đã giải công cài cắm
cho nên việc điều động Thượng tướng Phan Văn Giang sang một vị trí mới sẽ được nhân danh quyết định bởi Bộ Quốc phòng hoặc chí ít là Quân ủy Trung ương và thậm chí là Bộ Chính trị. Đó đều là những lý do khiến cho chúng ta ngày càng quan ngại hơn về tương lai của Bộ Quốc phòng Việt Nam khi một trong những vị thượng tướng có tâm có tầm và có gan đối đầu với lực lượng tình báo Hoa Nam lại bị điều chuyển đi một nơi khác. Khi chúng ta cũng nhận ra thời rằng phía Trung Quốc cho đến giờ đây, bọn họ vẫn đã hết sức ngông cuồng trong việc tiến hành hàng loạt các cuộc thanh trừng nhằm vào quan chức Việt Nam, trong đó thậm chí là thực hiện việc ám sát một thiếu tướng thuộc lực lượng Tổng cục 2, đây là thiếu tướng Tạ Minh Tường. Vào sáng ngày hôm qua, trước cửa nhà riêng của ông Tường, khi ông đang trên đường đi công tác tại Tổng cục 2, với tất cả bàn tay của lực lượng tình báo Trung Quốc, trong đó có sự giúp sức của những quan chức chính trị, quân sự của Việt Nam, thì liệu rằng một mình Thượng tướng Phan Văn Giang có thể đối đầu được với một lực lượng hùng hậu có đầy đủ tiền bạc và quyền lực hay không? Đó là chưa kể phía Trung Quốc đã cài cắm được các quan chức cao cấp nằm trong bộ máy quân sự và chính trị của Việt Nam. Một khi quyết định từ cấp trên xuống, thì Thượng tướng Phan Văn Giang liệu có đủ khả năng chống đỡ hay không? Đứng trước những yêu cầu bức thiết và đứng trước nguy cơ điều chuyển trên, người ta cho rằng rất có thể ông Phan Văn Giang sẽ phải điều sang một vị trí mới, hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hoặc là một vị trí như Phó Chủ tịch Quốc hội như trước đây đối với ông Nguyễn Văn Tị. Đây đều là những khả năng có thể xảy ra đối với một quan chức khi đã bị thất dụng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chờ thêm trong những ngày tới đây liệu rằng quyền lực của ông Thượng tướng Phan Văn Giang có được tăng lên hay khả năng ông ta đấu lại với nhóm hoạt động cho gián điệp Trung Quốc hoặc thậm chí là bị nhóm này tiêu diệt. Được biết vào tháng tới Quốc hội sẽ tiến hành bầu cử một số chức danh, trong đó có những chức danh quan trọng như Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông Đỗ Bá Tị vào hồi năm 2016 đang trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trên tương lai thì bất ngờ buộc phải nhường chỗ cho ông Ngô Xuân Lịch ngay sau khi phía tình báo Hoa Nam quyết định tài trợ cho ông Lịch, và ông Đỗ Bá Tị buộc phải về Quốc hội dự trần làm Phó Chủ tịch Quốc hội, một vị trí ngồi chơi xe nước. Trong thời điểm hiện nay, Trung Quốc đang giáo diết tấn công và trấn áp Việt Nam trên mọi mặt trận, trong đó có cả mặt trận quân sự, cũng như trên khu vực chủ quyền lãnh thổ quốc gia Trung Quốc, chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm chiếm Việt Nam. Đó là một sự thật chưa thể nào chối cãi. Từ chuyện này, ngoài Trung Quốc, chưa quốc gia nào trong khu vực đẩy mạnh việc xây đảo trên các bãi đá ở Biển Đông. Giáo sư Cantor thuộc Học viện Quốc phòng Australia đánh giá, đây là vì thay đổi hiện trạng Biển Đông nằm trong chiến lược hoạt động chủ quyền của Trung Quốc. Hành động đó chắc chắn sẽ khiến cho đoạn thẳng trên Biển Đông tiếp tục leo thang. Giáo sư Cantor nhận định, trên tạp chí của nước Mỹ là National Interest, chuyên gia Daun, cựu luật sư thuộc Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của nước Mỹ, cảnh báo việc Trung Quốc xây dựng đảo trên bãi đá Gạc Ma nằm trong ý đồ xây dựng một vạn lý trưởng thành trên khu vực Biển Đông nhằm chiếm đoạt hàng vạn các khu vực diện tích rộng lớn km vuông trên vùng biển này. Ông khẳng định nghiên cứu kỹ lịch sử khu vực và cho thấy Trung Quốc không có bất cứ cơ sở gì để đòi hỏi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Xung đột trong khu vực sẽ khiến cho cả nền kinh tế thế giới bất ổn. Mỹ sẽ phải thể hiện rõ ràng và mạnh hơn phản ứng chống lại Trung Quốc và khuyến khích các đồng minh hành động một cách tương tự. Việt Nam nên tiếp bước Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Luật sư Teodoro kêu gọi cho đến thời điểm này, trong bài báo mà phóng viên BBC đã mô tả, việc Trung Quốc xây dựng một bãi mở rộng trái phép tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam linh đinh trên tàu cá của Philippines suốt 40 giờ. Robert Winfrey đã ghi nhận những hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đảo đá Gạc Ma và một số bãi ngầm khác tại quần đảo Trường Sa. Chính phủ Philippines gọi những hành động này của Trung Quốc là gây hấn, là nỗ lực đơn phương làm theo hiện trạng. Biển Đông mà Manila đã thực hiện những nỗ lực và biện pháp nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến các dự án này. Tại Biển Đông, đây cũng là một phần trong nỗ lực giành lại sự chú ý của dư luận quốc tế trong vấn đề Biển Đông. Dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines là ông Carlos Roy, về những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là quá đáng và không tuân theo luật pháp quốc tế, ông Rossi cũng lên tiếng, Trung Quốc đang cố gắng làm theo hiện trạng trên khu vực Biển Đông nhằm củng cố các tuyên bố chủ quyền trước khi Tòa án quốc tế đưa ra quyết định về vụ kiện của Manila.
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là bà Hoa Xuân Oánh đáp lại rằng những hành động của Trung Quốc tại các đảo và bãi đá gần quần đảo Trường Sa nằm trong vùng chủ quyền của Trung Quốc là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp, và bà Hoa còn cho rằng mục đích xây dựng trên các đảo này là nhằm cải thiện điều kiện sinh sống và làm việc cho người dân Trung Quốc đang sống tại quần đảo này. Xoay quanh tình hình vụ việc Trung Quốc trả đũa Việt Nam vì nhận 17 khu trục hàm của Mỹ bằng cách trục xuất hết các công dân Việt Nam từ Trung Quốc về trong vòng 72 giờ. Mới đây, tướng Việt Nam đã tung một đòn nắm đấm sắt khiến cho quân đội nhân dân Trung Quốc kinh hồn bạt vía không dám bén mảng đến Lào Cai, Cao Bằng. Cửa khẩu Việt Nam lại được thông thoáng cho các tiểu thương buôn bán tự do mà không cần phải sợ bất cứ mối nguy hiểm nào rình rập giữa lúc đại dịch ở Việt Nam đang phức tạp ở nhiều nơi. Nhưng các cấp lãnh đạo nước ta đã sớm đưa ra các chính sách hỗ trợ kinh tế cho người dân vùng giáp biên giới với Trung Quốc, được trao đổi buôn bán hàng hóa nhằm vực dậy nền kinh tế, khôi phục giao thương giữa hai nước Việt Trung. Tuy nhiên, đáp lại động thái thân thiện đó, phía Trung Quốc đã có những hành vi làm xói mòn trầm trọng mối quan hệ cũng như là thiện chí của phía chính phủ Việt Nam. Theo như lời của báo Tuổi Trẻ sáng ngày hôm nay đưa tin, một số người dân ở khu vực phía Bắc nước ta đang sinh sống ở vùng lãnh thổ Trung Quốc bàng hoàng kể lại chính phủ Trung Quốc đã cố tình hẹp sách những người dân sống ở gần biên giới bằng một cách là đưa quân tự ý xông vào nhà dân như thời chiến và tàn phá ruộng nương. Chưa hết, chúng còn phá hủy một phần nhà và lấy lý do là do đại dịch nên cần phải phòng ngừa virus. Với kiểu cách thức như vậy, không biết là thời đại nào mà trên lãnh thổ Việt Nam, dân quân Trung Quốc lại từ tiền đi lại đi ra đi vào như thể là trốn không người, như là ông vua bà chúa không xin phép các cơ quan địa phương. Nhưng nếu có xin phép thì nhà nước ta đã thông báo cho người dân là có phái đoàn Trung Quốc ghé thăm, đằng này người dân lại không nhận được tin tức gì và họ còn rất bất ngờ khi thấy quân đội làm lè cầm súng tiến về phía dân làng. Có vẻ như dân làng rất hoảng sợ và không thể nào chống cự phản kháng. Nếu như đám lính này mà tiến về thủ đô Hà Nội, thành phố hoặc là Sài Gòn thử xem, sẽ biết sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam như thế nào khi chống giặc ngoại xâm Trung Quốc. Trước đây khi được học lịch sử qua các sách vở nên chưa thấy tinh thần bài tàu cộng của nhân dân nước ta, chắc chắn chúng sẽ không dám tiến sâu hơn vào nửa mảnh đất thiêng liêng của Việt Nam. Bởi chúng ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Có điều bọn chúng rất biết lựa chọn vùng quê nghèo hiền lành để bắt nạt, chứ không đưa quân vào đầu não trung tâm, chỉ cách biên giới 200 km, để thử xem trình độ văn hóa thể chất của người Việt Nam, để xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai quốc gia không đội trời chung với nhau. Từ ngàn xưa đến nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Phan Văn Giang đã có biện pháp cao tay để đối phó với quân Trung Quốc, luôn đầy đầu óc chiêu trò với hành động mới đây nhất của Trung Quốc, đó là trả đũa Việt Nam khi Việt Nam nhận 17 khu trục hàm của Mỹ bằng cách trục xuất hết công dân của Việt Nam từ Trung Quốc về trong vòng 72 giờ. Tướng Phan Văn Giang đã lên kế hoạch trả đũa và lên tiếng phản bác lại Trung Quốc rằng Việt Nam cũng sẵn sàng trục xuất hết các công dân của Trung Quốc về nước vì lo lắng hàng gian, gián điệp tình báo Hoa Nam trong đất nước Việt Nam chúng ta. Cũng như việc sẵn sàng lên các phương án đón tiếp người Việt hồi hương đến các khu cách ly, rồi sau đó thực hiện việc phòng chống COVID-19. Năm nay là năm 2021 rồi, Việt Nam không còn như xưa, Trung Quốc nói gì là phải nghe nói nữa. Ông Bộ trưởng Phan Văn Giang sáng nay đã tuyên bố rằng sẽ điều động tất cả các lực lượng đến đóng quân nhằm mục đích tập trận, dựng liều giã chiến nơi gần cửa khẩu để phục vụ cho công tác bảo vệ và giữ an toàn cho người dân. Một hành động được đánh giá là vô cùng lịch thiệp của một quan chức cấp cao hàng đầu Việt Nam đã khiến cho cả thế giới phải tôn trọng ngã mũ về khả năng diễn thuyết phát biểu, thể hiện là người có trình độ văn hóa không giống như quan chức của Trung Quốc, toàn dùng những lời lẽ thô tục kém lịch sự để ngoại giao với quốc tế. Tuy Việt Nam được mệnh danh là đàn em của Trung Quốc, nhưng có lẽ Trung Quốc cần phải lót dép học hỏi thêm từ Thượng tướng Phan Văn Giang. Lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng đanh thép có sức sát thương mạnh đến với người nghe. Dường như phái đoàn Việt Nam đã dọa bọn chính quyền Trung Nam Hải kinh hồn bạt vía, ngay lập tức trao trả lại miền đất vốn bình yên ở nông thôn làng quê của Việt Nam. Được biết đó chỉ là màn giao tiếp tình cảm của tướng Phan Văn Giang, chưa đến lúc ông phải động tay động chân. Đồng thời ông còn tiết lộ một biện pháp đặc biệt xem như là phương án cuối cùng để đuổi cổ Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ nước ta, đó chính là siêu tên lửa vào đầu năm mới mà Việt Nam đã nhận được từ Ấn Độ khắc tinh của chế độ ông Tập Cận Bình.
Nếu như lời nói của chính Việt Nam làm Trung Quốc không siêu lòng, thì chắc chắn hành động phóng tên lửa này sẽ gây ra sức thuyết phục mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ đến Bắc Kinh. Phải tin tưởng vào hàm ý cảnh báo trước mà phía Việt Nam đã đưa ra. Trước khi làm một việc gì đó, các cơ quan chính phủ đều có động thái cho cơ hội quay đầu. Cứ như thế này rất may mắn cho Trung Quốc là đã sớm hiểu được thông điệp đó và đã giúp Trung Quốc ra khỏi khu vực. Nếu không thì bắt buộc tên lửa của Ấn Độ sẽ phải được khai hỏa. Và nếu điều đó xảy ra thì Trung Quốc sẽ biết được một cái kết, đó là đừng bao giờ coi thường Việt Nam. Cả thế giới mấy ngày qua thấy kỳ lạ, khi Trung Quốc liên tục gây sức ép lên người dân Việt Nam khi nghe tin Mỹ tặng cho Hải quân Việt Nam 17 con tàu khu trục hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Theo nguồn tin cho biết, đặc phái viên Tống Đào là người thứ hai bay sang Việt Nam sau Thủ tướng Lý Khắc Cường để yêu cầu Việt Nam trao trả Mỹ 17 con tàu nói trên. Được biết, 17 con tàu hiện đang được Hải quân Việt Nam bảo vệ cẩn mật. Ông Tống Đào ngay sau khi đến Việt Nam đã đòi đến quân cảng Cam Ranh để được phục kích 17 con tàu này. Tuy nhiên, đây là bí mật quan trọng của Việt Nam, nên Tống Đào cũng chỉ là cái thứ dân khi nói đến chuyện đấy. Không được Việt Nam chiếu cố, ông Tống Đào đã lộ nguyên hình là kẻ thô thiển khi nói rằng chúng tôi tôn trọng Việt Nam nên mới có lời đề xuất như vậy. Nếu Trung Quốc muốn thì tàu sân bay Trung Quốc sẽ lao thẳng vào quân cảng Cam Ranh và biến 17 tàu khu trục của Mỹ thành đống sắt vụn trong vòng một nút nhạc. Tuy nhiên, người Việt Nam không mắc bẫy khích tướng của ông Tống Đào này. Theo một nguồn tin từ phía Hải quân Việt Nam, các chuyên gia của Mỹ và các kỹ sư người Việt Nam đang có mặt tại quân cảng Cam Ranh để lắp đặt một bệ phóng mới trên thân tàu. Bệ phóng này được các kỹ sư của Việt Nam sáng tạo để lắp đặt tên lửa siêu tanh BrahMos của Ấn Độ khi chinh chiến ngoài biển khơi. Loại tên lửa này có thể bắn hạ tàu sân bay Trung Quốc, cũng có thể bắn hạ các loại máy bay tân tiến nhất của Trung Quốc. Chính vì điều này mà Trung Quốc liên tiếp cử Thủ tướng Lý Khắc Cường, đặc phái viên Tống Đào sang Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai người được cho là nhân tài của Trung Quốc này không làm xoay chuyển được đại cục. Khi họ cần thuyết phục được Việt Nam trả tàu khu trục